Mobile xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì em đã có một chiếc xe giới thiệu cho anh chị và các bạn phục vụ gia đình trong những chuyến nghỉ hè sắp tới đây Đó là một chiếc xe Mercedes-Benz V220D Bluetec sản xuất là 2015 Xe có ngoại thất là màu nâu, nội thất ghế da màu đen cực kỳ đẹp với trang bị đầy đủ các tính năng option như là hệ thống vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có lẫy chuyển số thể thao, cần số sau vô lăng với những chi tiết vẫn còn rất đẹp, nhiều chi tiết đi lông còn chưa bóc hết. Chiếc xe thì được chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận, xe làm bánh với quãng đường là hơn 60.000 km rồi. Hệ thống uh, ốp gỗ rồi những cái chi tiết uh, ốp ra, bọc ra là những cái chi tiết chất lượng cao cấp nhất. Với đầy đủ những tính năng tiện ích ở trên mẫu xe này, chỉ có thể tham quan qua về một mẫu mộ xe cực kỳ đẹp, mới dầu, phục vụ gia đình với không gian ngồi trang bị ghế ngồi thể thả à, cái dạng ghế ngồi của chiếc xe thì nó rất là thoải mái rộng rãi cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba có chiếc ở chiếc xe này thì đã được bác chủ bác lên một số option như hệ thống body của Maybach mâm trang bị mâm la răng hợp kim 19 inch logo Maybach đầy đủ hệ thống đèn trần 6D màn hình giải trí hộp số tự động của chiếc xe sử dụng là hộp số tự động 7 cấp 7 chonic Plus cho phép người lái có thể lựa chọn với bốn chế độ vận hành khác nhau cùng với các tính năng an toàn ở trên mẫu xe thì nó trang bị rất nhiều để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ hơn em mời anh chị và các bạn có thể qua auto lam việt số 18 thành thái dịch vọng cầu giấy hà nội để có thể xem xe và lái thử cam kết rõ cho anh chị và các bạn cả hạng mục xe không đâm va không ngập nước bao check test mọi nơi trên toàn quốc nên các bác có thể yên tâm chọn lựa có bảo hành về khung gầm máy móc động cơ hộp số cho các bác trên văn bản những chi tiết tất cả những gì em nói ra đều thể hiện trên văn bản chứ không nói mồm anh chị nhé những chi tiết đường led rất đẹp và cái mẫu xe này hiện tại đang có giá đơn cực kỳ hấp dẫn giá hiện tại bây giờ rẻ hơn thời điểm trước và đang có mức giá khoảng khoảng 1 tỷ 495 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho các bác nào đang có nhu cầu mua trả góp thông tin chi tiết cụ thể về thời gian vay cũng như là lãi suất thì hãy liên hệ em em sẽ gửi bảng kê chi tiết cụ thể để các bác có thể tham khảo kỹ hơn chi tiết rất đẹp ạ à. hệ thống cánh cửa ở hàng ghế thứ hai thì nó là cửa lúa điện với những thao tác rất nhẹ nhàng chất lượng sơn si thân vỏ của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao do chủ xe đi giữ gìn Và những đồ nghề theo xe thì nó vẫn còn nguyên không gian chứa đồ thì cũng rất là rộng rãi anh chị nhé kể cả khi dựng đủ 3 hàng ghế, không gian ngồi ở hàng ghế thứ ba cũng rất là thoải mái. cái độ duỗi chân của chiếc xe cũng rất là đầy đủ, tạo sự thoải mái cho người ngồi. chi tiết rất đẹp ạ. hệ thống cốp trang bị cốp điện và biển số của chiếc xe thì rất đẹp anh chị ạ. biển số trang được đăng ký là biển Hà Nội rồi không chi tiết thì em sẽ quay qua một vòng để các bác có thể thấy được hàng ghế thứ hai có thể trượt lên trượt xuống được không gian ghế ngồi và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về khối động cơ của chiếc xe với khối động cơ là 2.2 máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc chi tiết đường led về khoang máy để anh chị có thể tham quan cùng em với khối động cơ máy dầu thì nó cực kỳ là bền và lành và với chiếc xe Mercedes-Benz V20D BlueTech sản xuất 2015 mua 2016 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 495 triệu còn tương đương và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển mua xe trả góp nếu anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình cam kết rõ cho anh chị và các bạn cả hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ không đâm va không ngập nước bảo trách test mọi nơi trên toàn quốc Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu anh chị và các bạn đang có một chiếc xe cần bán có thể là truy cập tại web hơi com Em sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn bán với cái giá tốt nhất thị trường. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.